Đây là một câu đố. Thành phố nào ở Mỹ được yêu thích đến mức tên của nó lặp lại 2 lần? Bạn đoán đúng rồi đấy, New York, New York. Nhưng vấn đề là, chúng ta biết được bao nhiêu về thành phố này? Tôi đang nói về thành phố nằm dưới thành phố. Bạn dám cùng tôi tham gia chuyến đi xuống lòng đất của quả táo lớn không? Vậy thì mang theo đèn pin nhé, trời sắp tối rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ trung tâm Manhattan, phía trước tòa thị chính Romanesque. Dù bạn có tin hay không thì dưới chân chúng ta là ga tàu điện ngầm lâu đời nhất của New York, được gọi là ga Old City Hall. Nó mở cửa vào 27 tháng 10 năm 1904, một đêm kỷ niệm của người dân New York. Mọi người rất vui mừng, một số đã dành cả đêm để đi tàu qua lại. Trước đó, cư dân di chuyển bằng xe ngựa. Không có gì ngạc nhiên khi tàu điện ngầm lại hot như vậy. Bạn cảm thấy mình giống như người du hành thời gian khi bước vào trong nhà ga Old City Hall. Kiến trúc tuyệt đẹp và độc đáo, chắc chắn họ sẽ không làm những ga tàu điện ngầm như thế này nữa. Sự thật thú vị, nhà ga Old City Hall sẽ có giá 6,2 triệu đô nếu được xây dựng vào ngày nay. Ngày đó, người ta treo hàng chục chiếc đèn chùm bằng đồng. Đây là một trong số ít nơi trong thành phố có điện. Chưa kể, những mái vòm mới toanh, lát gạch sặc sỡ và trần nhà bằng kính màu mà bạn vẫn có thể nhìn thấy ngày nay. Ấn tượng nhỉ? Nếu bạn muốn đi trên đường ray, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị. New York dưới lòng đất cũng hấp dẫn như trên mặt đất vậy. Nhưng có một điều chúng ta thường không xem trọng, đó là phía sau những gì mà quả táo lớn cần để hoạt động. Dưới này, bạn có thể thấy một hoặc hai ống dẫn thư khí nén của New York. Chúng được xây dựng từ những năm 1800 và hoạt động cho đến những năm 1950. Chúng chịu trách nhiệm phân phát thư từ của mọi người qua các bưu điện khác nhau. Những lá thư bay với tốc độ ấn tượng là 56 km/h, nhanh gần bằng vận tốc của một người chạy chuyên nghiệp. Nghe có vẻ như đây là một hệ thống hữu ích. Nhưng tôi phải nói rằng hơi kỳ lạ khi tưởng tượng thư của mọi người bay khắp nơi dưới lòng đất 5m. Quay trở lại đường phố, chúng ta sẽ đi dạo quanh đại lộ Park và Lexington xinh đẹp. Nếu nhìn lên, bạn sẽ thấy khách sạn 5 sao Waldorf Astoria nổi tiếng. Nhiều người có danh tiếng đã ở đó, bao gồm John Lennon, Yoko Ono, các tổng thống, ví dụ Franklin Roosevelt. Đây là lý do khách sạn sử dụng một cơ sở hạ tầng bí mật để quan sát mọi người ra vào. Dưới tòa nhà, có một đường hầm gọi là đường 61, nối Waldorf Astoria với ga Grand Central. Con đường đã ngừng hoạt động cuối những năm 70, nhưng một số người nói rằng Andy Warhol đã tổ chức một bữa tiệc ở đó vào những năm 80, tôi cá là rất hoành tráng. Phần tiếp theo của chuyến đi, chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm lên khu phố trên rồi xuống ở đường 125 và đến bờ sông tuyệt đẹp của công viên Riverside. Tại đây, bạn sẽ thấy những đường ray bị bỏ hoang của một chuyến tàu điện ngầm cũ. Nếu men theo các con đường, bạn sẽ đến phòng trưng bày graffiti dưới lòng đất, hay còn gọi là đường hầm Freedom. Nó được đặt theo tên một nghệ sĩ graffiti từ những năm 80, người thường được gọi là Freedom. Khi khám phá những đường hầm này, chúng ta sẽ thấy hơn 40 bức graffiti mà Freedom đã vẽ trong hơn 15 năm. Có những bức tranh phun sơn về James Dean, Mona Lisa và thậm chí có những bức chân dung ông tự họa. Tiếp tục, hãy đi dạo quanh khu vực phía bắc của New York một chút nhé! Đi bộ trong công viên Van Cortlandt, bạn sẽ cảm thấy như đi bộ đường dài ra khỏi thành phố. Nhưng tin tôi đi, bạn vẫn ở trong nội thành. Trên đường đi, bạn sẽ bắt gặp một số tháp thông gió lớn xây bằng đá. Chúng từng là một phần của cơ sở hạ tầng cũ ở New York. Chúng tạo nên những gì còn sót lại của cầu cạn Croton. Vào những năm 1800, nguồn nước của thành phố chảy qua một đường hầm dài 66 km dưới lòng đất. Từ sông Croton ở ngoài ô New York đến Bryant Park ở trung tâm Manhattan. Và có lẽ tôi nên nói với bạn rằng Bryant Park không phải là công viên. Nó có một cấu trúc đá khổng lồ trông khá giống với thứ mà người Ai Cập cổ đại đã xây dựng. Công trình rộng 16.200m2 này từng là hồ chứa nước của thành phố. Nó thậm chí còn có một con đường phía trên để mọi người có thể vừa thoải mái đi dạo vào buổi chiều vừa nhìn nguồn nước trong vắt của hồ chứa. Lúc này, việc khám phá chắc đã khiến bạn đói. Nhưng đừng lo, điểm dừng tiếp theo có một món ăn ngon. Chúng ta sẽ phải rời Manhattan và đến Brooklyn. Trong trường hợp bạn chưa biết, New York có 5 quận. Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island và Brooklyn. Crown Heights là điểm dừng chân của chúng ta. Bạn có tin không nếu tôi nói với bạn rằng bên dưới những con đường này là những hang động chứa đầy phô mai lâu năm? Chúng giống Paris nhỉ?
Để xuống đó, bạn sẽ phải đi qua một tòa nhà có tuổi thơ hàng thế kỷ, hiện đang được sử dụng làm khu văn phòng. Có thể vẫy tay chào tất cả những người làm việc chăm chỉ đó và biến mất ở một trong những cầu thang sẽ đưa bạn xuống lòng đất 9 mét. Lần này, bạn sẽ không cần đèn pin. Các hang động rất sáng và đã được cải tạo. Chúng có thể chứa tới 10.000 kg phô mai. Nhưng này, có thể sẽ bốc mùi đấy. Đó là lý do chính mà lúc đầu, các nhà sản xuất phô mai quyết định sử dụng các đường hầm ngầm để ủ. Sau khi ăn một vài miếng phô mai thơm ngon, thì đi tiếp nhé! Khi vẫn ở Brooklyn, bạn có thể thấy rất nhiều người địa phương tận hưởng một ngày nắng đẹp ở hồ bơi công viên Mark Curran. Hồ thu hút rất nhiều du khách với kích thước gấp 3 lần hồ bơi Olympic. Là nhà thám hiểm New York, bạn thậm chí có thể đi bơi. Nhưng này, có một phần thú vị hơn nhiều ở điểm du lịch này. Hồ được xây dựng vào đầu những năm 1900, nhưng ngừng hoạt động vào những năm 50. Trong thời gian này, các nhà thám hiểm đô thị đã phát hiện ra một mạng lưới các đường hầm ngầm ngay bên dưới. Và dĩ nhiên, bạn có thể tìm thấy một lối vào bí mật và lén đi vào trong. Ở đó, bạn sẽ không chỉ thấy hệ thống lọc và sưởi của hồ, mà còn thấy rất nhiều hình vẽ graffiti từ lúc nơi này bị bỏ hoang. Thú vị thật! Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy một con bò ở New York chưa? Tôi thì chưa. Chà, có lẽ có lý do đấy. Rõ ràng là New York vẫn có những đường hầm ngầm được xây dựng để vận chuyển gia súc. Khi New York bắt đầu có nhiều ô tô, bò trở thành gánh nặng cho giao thông. Cho đến khi một lối đi dành cho bò dài 60m được xây dựng bên dưới đường số 12 để vận chuyển gia súc được đưa đến từ New Jersey. Ngày nay, bạn sẽ không thể trực tiếp đến thăm nơi này vì rất có thể đường hầm đã bị phá hủy. Nhưng các nhà sử học đã tìm thấy các bản thiết kế chứng minh sự tồn tại của nó. Để thêm vào danh sách, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một hóa thạch rất đặc biệt cách đây không lâu. Bây giờ, hãy tưởng tượng bóc các lớp đất của thành phố nhé. Đầu tiên, ở 40cm, bạn sẽ thấy dây dẫn. Tôi đang nói đến cáp, TV, điện. Đào sâu hơn, ở độ sâu 1m, bạn sẽ thấy ống dẫn nước và nước thải. Tiếp theo, ở độ sâu 5m dưới New York, thợ đào đất đã tìm thấy một con tàu đắm hóa thạch. Xác tàu nằm ngay dưới phố Broad, nơi từng có vùng nước nông. Họ tin rằng xác tàu có từ những năm 1600, nó dài 30m và rộng 6m. Và đó chưa phải là tất cả. Tại giao lộ giữa phố Bowery và phố Canal, các kỹ sư tình cờ thấy một căn phòng với những bức tường và trần lát gương. Vẫn chưa ai lý giải được sự tồn tại của nơi kỳ lạ này. Chuyến khám phá dưới lòng đất Big Apple đã sắp kết thúc. Chúng ta chắc chắn đã làm được nhiều thứ hơn là chỉ khám phá sơ qua bề mặt. Trước khi kết thúc, hãy cùng thưởng thức điều tuyệt vời nhất của ẩm thực New York nhé! Một chiếc bánh mì tròn thơm ngon! Ai biết được, có thể lần sau chúng ta sẽ đến Paris hay thậm chí London. Hẹn gặp lại nhé, nhà thám hiểm!